Cô chào các em nhé. Hôm nay mình học bài phương trình đường elip. Giờ mình đi qua một số cái lý thuyết cơ bản, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập cho phần này ha. Ở đây các em nhìn vào cho cô cái hệ trục tọa độ OXY nè. Người ta cho mình hai điểm F1 và F2 này đối xứng với nhau qua điểm O hoặc là đối xứng với nhau qua trục OY. Và người ta nói rằng là tập hợp tất cả những cái điểm M có tọa độ xy bất kỳ sao cho MF1 cộng với MF2 mà bằng 2A thì sẽ tạo nên một cái elip. Trong đó F1 của em có tọa độ là -C0. Chứ em phải nhớ những cái ký hiệu này nha. F2 của em sẽ có tọa độ là C0. Ví dụ như ở đây là -20 đi ha. Thì F2 của em sẽ là gì? 2, 20. Hai cái này nó nằm đối nhau. Đấy. Và phương trình của elip của em được viết là x bình trên a bình cộng với y bình trên b bình bằng 1. Trong đó thì a bình sẽ bằng b bình cộng c bình. Mình nhớ hết tất cả những cái này thì mới làm bài tập được. Và các em lưu ý cho cô nữa là F1M với là F2M người ta gọi là bán kính qua tiêu. Tiêu ở đây người ta gọi là tiêu điểm các em ha. Tiêu F1, F2 là tiêu điểm. Cho nên MF1 và MF2 gọi là bán kính qua tiêu. Và F1M có phương trình là a cộng c chia ax. F2M là bằng a trừ c chia ax. Cái này thì trong sách giáo khoa của em không có, nhưng mà các em phải lưu ý là các em nhớ thêm để mình người ta hỏi em bài tập á thì chúng ta cũng phải biết làm nha. Thường câu trắc nghiệm người ta sẽ ra dạng này đó em. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua các thành phần của elip để chúng ta biết được tất cả những cái ký hiệu trong bài này nhé. Cái thành phần đầu tiên mà chúng ta có đó là F1 và F2 người ta gọi là hai tiêu điểm. F1 có tọa độ là -C0 thì F2 có tọa độ C0. Thì F1 của chúng ta có tọa độ là -20 thì F2 sẽ có tọa độ là 20. Thành phần thứ hai là bốn đỉnh A1, B1, A2, B2. Người ta cũng yêu cầu em xác định đỉnh chẳng hạn. Thì ở đây A1 với B1 là có mang giá trị âm. Tại vì nó nằm ở bên phải nè, thì cái này dương, còn cái này bên trái thì âm thôi. Cái này ở trên thì dương, còn ở dưới thì âm. Ví dụ mình cho ở đây là điểm A2 này ha, có tọa độ là 9 nha, 90 thì ở đây sẽ là -9, -90 nha hả. Còn ở đây B1 của em cho tọa độ là 0, -7 ha, nó mang giá trị âm thì ở đây sẽ là gì em? 0, 0, 7. Đó, cứ ở bên đây với bên này là dương. Còn ở đây với đây thì mang giá trị âm. Nhưng mà lưu ý thì cái điểm này nó nằm trên trục OX, cho nên x có giá trị và y bằng 0 nè. Đấy không? Cái này x có giá trị y bằng 0. Còn nằm trên trục OY thì x bằng 0. Đó, x bằng 0. Cái này y âm, cái này y dương. Đấy chưa? Độ dài trục lớn. Để cô xóa cái này đi cho nó đỡ bị nhiễu nè. Độ dài trục lớn là A1, A2 bằng 2A. Đó, người ta sẽ cho em độ dài trục lớn. Người ta không cho cái này, mà người ta cho bằng 2A thôi. Hoặc là 2A bằng mấy. Hoặc là độ dài trục lớn bằng mấy. Thì các em cũng phải biết suy ra A nhé. Thì ở đây độ dài trục lớn đây đó, là A1, A2. Độ dài của đoạn này là bằng 2A. Từ đây đến đây là A. Từ đây đến đây nữa, hai cái này cộng lại về độ dài thì phải nói độ lớn đúng không em? Cho nên hai cái này cộng lại sẽ bằng 2A. Độ dài trục nhỏ là chúng ta lấy cái này cộng với cái này. Cái này là B, cái này thêm B nữa là 2B thôi. Vậy độ dài trục nhỏ là B1, B2 bằng 2B ha. Tiêu cự là cái này, F1 với F2 đó. F1 với F2 thì bằng 2C. Tại vì từ đây đến đây là C, từ đây đến đây C nữa, C cộng với C là được 2C. Đó là một số cái thành phần cơ bản ha. Người ta sẽ yêu cầu em xác định 5 cái thành phần này trong một bài toán. Hoặc là người ta cho em 2 trên 5 thành phần này và yêu cầu em đi xác định cái phương trình elip chẳng hạn, một bài toán ngược. Và chúng ta đi qua sơ cái hình dạng của elip ha. Các em nhìn thấy ha, cô để cái hình này. Elip có hai trục đối xứng là OX và OY, có tâm đối xứng là góc tọa độ. Đây, hai trục OX và OY có tâm đối xứng là góc tọa độ. Các em nhớ cái hình elip này nó liên quan đến phương trình đường tròn nè. Cho nên chúng ta sẽ chú ý ngay cái chỗ góc tọa độ này. Với lại cái câu này á là người ta sẽ thường hay ra trắc nghiệm cho các em, người ta hỏi em á. Mọi điểm của elip ngoại trừ bốn đỉnh, trừ bốn đỉnh này thôi. Này. A1, A2, B1, B2 thì đều, các điểm còn lại đều nằm trong hình chữ nhật. Đây, hình chữ nhật gì em? Hình chữ nhật này người ta gọi là hình chữ nhật cơ sở của elip em. Ví dụ chúng ta có cái điểm M này nè,
có tọa độ là 3, 4 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ xác định được cái điểm M2. Từ M2 chúng ta cũng xác định được điểm M3. Từ M3 chúng ta cũng xác định được điểm M1. Người ta sẽ hỏi em cái dạng bài tập là trong tất cả những điểm sau, điểm nào, ví dụ người ta cho em 4 đáp án, thì người ta hỏi em là điểm nào không thuộc elip, thì chúng ta phải vận dụng vào cái tính chất này nha, tính chất đối xứng này rồi em. Bây giờ mình sẽ đi qua cái phần bài tập ha, các dạng toán cơ bản. Dạng đầu tiên là người ta cho mình một số cái thành phần và yêu cầu mình đi lập phương trình chính tắc của elip, thì cô sẽ đi vào cái phần bài tập luôn nha. Ở đây các em lưu ý cho cô là A thì luôn luôn lớn hơn B. Chúng ta nhìn vào cái hình elip thì em thấy rằng là cái độ dài của cái đoạn này nè, nó luôn luôn lớn hơn độ dài của đoạn này. Và luôn lớn hẳn không, nó đều là số dương hết. Và chúng ta có C bình là bằng A bình trừ đi B bình. Hoặc em cũng có thể có như thế này, tức là từ cái này chúng ta biến đổi thôi. A bình có thể bằng B bình cộng với C, C bình. Thường thì chúng ta sẽ dùng cái này nhiều hơn. Các em nhớ hai cái thì càng tốt nha. Và chúng ta có F1, F2 là 2C, 2A, 2B. Rồi F1, M, F2, M là bằng 2A. Thì chúng ta sẽ đi vào làm bài nha. Là phương trình chính tắc của elip trong mỗi trường hợp sau: độ dài trục lớn bằng 10 và tiêu cự bằng 6. Đây là một bài tự luận cho nên cô sẽ trình bày theo phương pháp tự luận cho các em luôn. Ở đây chúng ta có phương trình chính tắc của elip thì có dạng, có dạng gì em? X bình chia cho A, A bình cộng với Y bình chia cho B, B bình bằng 1. Ở đây chúng ta có độ dài trục lớn thì chúng ta sẽ suy ra được A, có tiêu cự là C, như vậy từ C và A chúng ta sẽ suy ra B là cái còn lại nha. Độ dài trục lớn, các em ghi lại cái câu này nè, độ dài trục lớn, độ dài trục lớn ký hiệu là gì em? A1, A2 bằng 2, 2A, 2A bằng 10, em suy ra A bằng mấy? A bằng 5. Tiếp theo mình có tiêu cự, tiêu cự thì bằng 6, tức là F1, F2 thì bằng 2, 2C bằng 6, cho nên ở đây em suy ra C bằng 3. Mình có công thức gì em? Ta có nè, ở đây mình cần B đúng không? Cho nên mình suy ra luôn, B bình thì bằng A bình trừ đi C bình. Các em luôn luôn nhớ cho cô nè, A này là lớn nhất đó, cho nên là khi mà các em muốn, các em không nhớ được công thức đó, thì các em luôn luôn nhớ là lúc nào cũng là A bình trừ hết đó. Nha, tại vì A nó lớn mà. Cho nên nếu như mình mà em lấy C bình mà em trừ đi A bình hoặc là B bình trừ đi A bình là sai rồi. Cho nên lúc nào cũng là A bình trừ hết nha. Rồi, ở đây mình sẽ bằng luôn. Như vậy là ở đây bằng 5 bình trừ đi C là 3 bình, 25 mà trừ đi 9 là còn 10, 16. Mình có B bình bằng 16, mình sẽ thay vào đây luôn. Như vậy thì mình suy ra phương trình elip có dạng là x bình chia cho A bình của em là bằng 20, 25 cộng cho Y bình, B bình của mình là 10, 16 bằng 1. Đã như vậy là nhờ vào độ dài trục lớn, nhờ vào tiêu cự chúng ta biết được phương trình chính tắc của elip nha. Bây giờ mình qua tiếp bài B nè. Bây giờ cô sẽ xóa cái này rồi chúng ta làm luôn cái câu B ở đây luôn nha. Mình xóa cái này luôn đi. Đó. Chỉ được bao nhiêu mình sẽ thế vào đây luôn. Ở đây người ta nói là mục tiêu điểm là, như vậy tiêu điểm này có trừ căn 3 đúng không? Trừ C0, trừ C0. Như vậy thì chúng ta có tiêu điểm, các em phải xác định được. Trắc nghiệm thì các em chỉ cần biết C là bằng căn 3, nhưng mà tự luận thì các em phải xác định được là F1 hay F2 nha. Tiêu điểm F1 của mình có tọa độ là trừ C0 và có tọa độ là trừ căn 3, trừ căn 3 không. Nên mình suy ra C sẽ bằng căn 3. Khi mà người ta cho một điểm thuộc elip là em phải thế cái điểm này vào, và chúng ta phải sử dụng cái phương trình mà dạng A bình B bình. Cho nên ở đây mình sẽ có C bằng căn 3, thì mình có nè, C bình sẽ bằng A bình trừ đi B bình. Đó. Cho nên ở đây sẽ bằng mấy luôn em? Bằng căn 3 tất cả bình, tức là bằng 3. Tiếp theo các em suy ra cho cô A bình bằng mấy luôn nha. A bình sẽ bằng 3 cộng cho B, B bình. Tí xíu coi chúng ta sẽ thế vô. Khi mình làm cái điểm này nó phải như vậy đi em. Làm cái điểm thế vào đây nó phức tạp lắm. Bây giờ chúng ta có vì
điểm 1 căn 3 phần 2 nằm trên elip, tức là thuộc elip nên chúng ta sẽ thế cái điểm này vào chỗ nào có x thế bằng 1, chỗ nào có y thế bằng căn 3 chia 2. Nên ở đây chúng ta sẽ có 1 bình chia cho A bình cộng cho căn 3 chia 2 tất cả bình chia cho B bình bằng 1. Bây giờ cô sẽ quy đồng nháp nè, tức là cô lấy cái này nhân lên là bằng B bình nha. Cái này nhân lên đây là cộng cho căn 3 bình phương lên bằng 3, 2 bình phương là bằng 4. Và chúng ta nhân thêm cái A này lên nữa là thành A bình. Và bây giờ cô nhân tiếp hai cái này lên đây cùng mẫu mà. Đó, đáng ra là sẽ là A bình B bình đúng không? Bằng 1. Nhưng bây giờ cô nhân cái này lên luôn đây. Như vậy thì nó sẽ bằng A bình B bình, được không? Mình làm tóm gọn lại. Như vậy kết quả của em ở đây sẽ là gì nhỉ? B bình cộng cho 3 phần 4 A bình bằng bao nhiêu? Bằng A bình B bình. Mà mình có A bình thì bằng 3 cộng B bình đúng không? Cho nên bây giờ mình sẽ thế nè. Nãy thế B nó đẹp hơn à. Thế B đẹp hơn em. Suy ra ở đây chúng ta có B bình nè, cộng cho 3 phần 4. Đây mình có A bình là bằng 3 cộng cho B bình bằng A bình. Ở đây mình lại thế tiếp là bằng 3 cộng B bình. Bây giờ chúng ta sẽ nhân cái này vào, nhân hết vào chuyển qua một bên luôn. Mình nhân nháp ở đây nha. Đó là B bình nè cộng cho 9 phần 4 cộng cho 3 phần 4 B bình rồi bằng cho 3 B bình trừ cộng cho B mũ 4. Bây giờ cô sẽ chuyển hết qua thì ở đây nó sẽ là B mũ 4 nè. 3 B bình chuyển cái này qua là còn 2 B bình là còn 2 trừ đi 3 phần 4. Như vậy là 8 trừ đi 3 là còn lại 5 nhé. Cộng cho 5 phần 4 B bình. Chuyển 9 phần 4 qua là trừ 9 phần 4 bằng 0. Đến đây rồi chúng ta giải máy tính ra em ha. Giải máy tính ra mình sẽ suy ra được hai nghiệm là B1 bình bằng B2 bình bằng. Tại vì ở đây các em có phương trình bậc 4 nè, đúng không? Đó, cho nên chúng ta sẽ bấm theo dạng bậc 2, nhưng mà mình sẽ giải ra nghiệm là B bình. Ở đây mình bấm là 1 bằng nè, các em cứ bấm bình thường thôi, 5 phần 4 bằng trừ 9 phần 4 bằng. Một nghiệm của em bằng 1, một nghiệm bằng trừ 9 phần 4, một nghiệm bằng 1, một nghiệm bằng trừ 9 phần 4. Như vậy thì nếu như mà B bình mà bằng trừ 9 phần 4 thì sao em? Số bình phương làm sao mà có ra số âm được? Cho nên mình loại, nên mình có B bình bằng 1. Ở đây mình có B bình bằng 1 thì mình suy ra mình thế vô đây, 1 cộng với 3 là bằng 4. Như vậy A bình bằng 4. Xong rồi mình thế vô đây A bình nè, B bình bằng 1, mình thế vô đây bằng 1. Như vậy là xong. Đã. Chúng ta có được tiêu điểm, chúng ta suy ra được C. Chúng ta có cái điểm nằm trên elip thì chúng ta thế vào. Đó, thế vào thì mình sẽ suy ra được một cái phương trình này. Rồi chúng ta thay cái này vào đây thì chúng ta sẽ suy ra được phương trình bậc 4. Có bậc 4 mình suy ra B bình, có B bình suy ra A bình nhá. Mình qua bài tiếp theo đi em. Ví dụ 2 là người ta yêu cầu em là lập phương trình chính tắc của elip trong hai trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất là một đỉnh nằm trên trục lớn có điểm 3,0. Đỉnh như vậy là liên quan đến đỉnh rồi đúng không? Đỉnh này nằm trên trục lớn và mục tiêu điểm có cái này. Chúng ta cũng gạch ra như vậy và chúng ta ghi là phương trình chính tắc của elip có dạng x bình trên cho A bình cộng y bình chia cho B bình bằng 1. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là câu đó hết. Một đỉnh nằm trên trục lớn mà dương đúng không? Cô nói rồi, A1, B1 với là F1 đều mang giá trị âm hết. Chỉ có cái nào mà dương thì chúng ta sẽ nói là số 2. Như vậy thì trục lớn là A2.
trục đỉnh nằm trên trục lớn. Như vậy chúng ta ghi lại cái câu đó. Rồi chúng ta ghi là điểm A2 sẽ có tọa độ là bao nhiêu em? A2 có tọa độ là A0 bằng 3, 3, 0. Cho nên mình sẽ suy ra được A bằng 3. Mục tiêu điểm có điểm là trừ 2, 0. Như vậy thì tiêu điểm đó là bên trái đúng không em? Đó là F1. F1 có tọa độ trừ C0 bằng, ở đây chúng ta có trừ 2, 0. Suy ra C của mình là bằng 2. Tương tự các em có A có C thì các em sẽ suy ra được gì? B bình ha. B bình thì sẽ bằng A bình trừ đi C bình. Đó, cứ lấy A bình trừ thôi. A bình của mình là bằng 3 bình trừ đi 2 bình. 9 trừ đi 4 là bằng 5. Như vậy đây chúng ta có B bình bằng 5. Có A là bằng 3, như vậy A bình là bằng A bình luôn. A bình là bằng 9. Như vậy mình thế vô đây, phương trình của mình sẽ có dạng x bình trên 9 cộng với y bình trên 5 bằng 1. Ở đây mình không cần xác định B làm gì em ha. Chúng ta cần B bình thì đến đây là chúng ta dừng lại được rồi, không cần phải xác định nữa. Như vậy là em có phương trình chính tắc là x bình trên 9 cộng y bình trên 5 bằng 1 ha. Bây giờ mình qua câu tiếp theo nha. Xóa cái này, xíu ghi tiếp. Elip đi qua hai điểm M có tọa độ 0,1 và N có tọa độ này. Như vậy thì hai điểm này chúng ta sẽ thế vào đây luôn nha. Vì M thuộc elip đi qua thì thuộc rồi, cho nên chúng ta suy ra là thế vào ha, chỗ nào có x thế bằng 0 chia cho A bình. Rồi chỗ nào có y thế bằng 1, 1 bình chia cho B bình bằng 1. 0 chia cho một số thì cũng bằng 0, cho nên mình suy ra tương đương 1 chia cho B, B bình bằng 1. Tương đương với B bình bằng mấy em? B bình bằng 1 đúng không? Rồi, qua điểm N, vậy chúng ta ghi tiếp vì N thuộc elip. Đó, cho nên chúng ta suy ra thế vào đây thì sẽ là 1 bình chia cho, ở đây là A bình cộng cho y của mình là căn 3 chia 2 tất cả bình chia cho B bình bằng 1, tương đương với, mình nháp cái này nè, ở đây mình có B bình bằng 1 nè, đúng không? Cho nên ở đây mình sẽ có 1 trên cho A bình cộng cho, cái này là 3 phần 4 đó, cộng cho 3 phần 4 thì vì B bình bằng 1 rồi mà 3 phần 4 chia 1 cũng là 3 phần 4 bằng 1, nên ở đây mình sẽ có là 1 trên A bình cộng với 3 phần 4 thì bằng 1. Mình nên thế điểm B trước em nha, để mình suy ra được cái B bình. Rồi mình suy ra được không? Lấy 1 trừ đi 3 phần 4 đi. Như vậy là mình suy ra A bình luôn nè. Suy ra A bình bằng, ở đây mình có 1 trên A bình sẽ bằng 1 trừ đi 3 phần 4. Mấy cái này em tính ngoài máy tính đi nha. Ở đây mình có 4 trừ đi 3 là còn lại 1 phần 4. Số 1 với số 1 bằng nhau, như vậy A bình bằng 4. A bình bằng 4 thì mình thế vô đây là số 4. B bình bằng 1 mình thế vô đây là số 1. Như vậy chúng ta có được phương trình chính tắc luôn. Mình đi qua bài tiếp theo nha. Xác định các thành phần của elip, tức là người ta cho mình cái elip và yêu cầu mình đi xác định thành phần. Ở đây thì chúng ta sẽ đi xuống làm bài tập luôn em. Xác định độ dài của các trục, tọa độ các tiêu điểm. Người ta cho mình cái elip và yêu cầu mình xác định độ dài trục. Ở đây thì có trục lớn và trục nhỏ. Tọa độ các tiêu điểm là F1, F2. Tọa độ các đỉnh là 4 đỉnh. Và sau đó là vẽ cái elip này. Như vậy đầu tiên nè, ở đây thì chúng ta có cái phương trình elip nè. X bình trên cho 25 cộng Y bình trên 9 bằng 1. Thì từ đây mình suy ra A bình bằng mấy em? A bình bằng 25. Suy ra A bằng mấy nào? A bằng 5. Rồi suy ra luôn B bình bằng 9. B bình bằng 9 thì B bằng 3. Rồi suy ra C bình luôn ha. C bình thì bằng A bình trừ đi B bình. 25 trừ đi
25 trừ đi 9, như vậy là bằng 10, 16. Các em có cái này bằng 16, để cô ghi ở đây, để cô suy ra luôn. Bằng 16, như vậy suy ra C của mình là bằng 4. Tất cả đều là số dương hết em nha. Đó, tất cả đều là số dương. Đừng có ghi cộng trừ là chết đó. A, B, C đều là số lớn hơn không cả. Bây giờ chúng ta viết ra thôi. Như vậy thì cái gạch đầu tiên của chúng ta đó là trục lớn. Thứ hai là trục nhỏ. Thứ ba là tiêu điểm. Thứ tư của chúng ta là tọa độ. Tọa độ các đỉnh. Ở đây trục lớn thì mình sẽ có A1, A2 là bằng bao nhiêu em? Bằng 2A bằng bao nhiêu nè? A của mình là bằng 5, như vậy 2A sẽ là bằng 10. Độ dài trục nhỏ B1, B2 của mình là bằng 2. 2B, 2B của mình là bằng 3, như vậy 2B bằng 6. Tiêu điểm của mình có F1 có tọa độ là trừ C0. À, bằng bao nhiêu nè? Trừ C0 tức là bằng trừ 4, trừ 4, 0. Và F2 thì có tọa độ C0 là bằng 4, 4, 0. Bây giờ đến các đỉnh nè. Đỉnh đầu tiên là đỉnh A1, rồi đến A2, B1, B, B2. Các em thử đọc điểm cho cô xem nè. A1 của mình á, là trừ A0, tức là trừ 5. Trừ 5, 0. A2 sẽ là 5, 5, 0. B1 của em là 0, 0 gì nè. 1 là số trừ hết, như vậy là 0, trừ 3. Và B2 sẽ là 0, 0, 3. Còn cái phần vẽ hình, vẽ elip này thì nó hơi phức tạp, cho nên cô sẽ hướng dẫn em mỗi một cái video khác nha. Chúng ta sẽ vẽ ở trên giấy và cũng dễ vẽ thôi em, để đối xứng là ra được à. Ở đây thì người ta đã vẽ sẵn cho mình cái hình rồi. Bây giờ mình qua tiếp cái ví dụ thứ hai đi. Người ta cho mình cái elip x bình trên 100 cộng y bình trên 36 bằng 1. Hãy viết phương trình đường tròn C có đường kính là F1, F2, trong đó F1 và F2 là hai tiêu điểm của elip. Đường kính là F1, F2, như vậy chúng ta có bán kính là gì em? Bán kính, bây giờ các em có F1, F2 là đường kính, như vậy thì bán kính của em nó sẽ bằng F1, F2 chia 2 đúng không? Mà F1, F2 chúng ta là bằng 2C, như vậy thì R của nó sẽ bằng gì em? Bằng C, đó. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi xác định C. Ở đây mình có là x bình trên 100 cộng với y bình trên cho 36 bằng 1. Nên mình sẽ suy ra được A bình sẽ bằng 100, B bình bằng 36. Từ đây mình suy ra C bình sẽ bằng A bình trừ đi B, B bình 100 trừ đi 36 là bằng 60, 64. Cho nên mình sẽ suy ra C là bằng 8. Các em có cái elip như thế này và ô là gì nhỉ? Đây, chúng ta có F1 và F2. F1 và F2 là đường kính của cái đường tròn mà chúng ta cần phải viết. Muốn viết đường tròn thì em phải xác định được bán kính và tâm. Mà tâm của cái đường tròn này chính là trung điểm của F1, F2 đúng không em? Là góc tọa độ O. Đó, cho nên bây giờ chúng ta sẽ đi viết thôi. Ở đây chúng ta có C bằng 8 rồi. Bây giờ chúng ta lý luận rằng đường tròn này, đường kính gì đây? Đường kính F1, F2 đó, nó có sự liên quan nha em ha. Đường kính F1, F2 có tâm là gì nhỉ? Có tâm là góc tọa độ. Đó là trung điểm của F1, F2 đó. Là góc tọa độ. Góc tọa độ O có tọa độ 0, 0. O có tọa độ 0, 0. Và có bán kính là bằng bao nhiêu? Có R là bằng 8 nhé. Mình chỉ cần biết đường tròn đường kính F1, F2 thì chắc chắn rằng trung điểm của F1, F2 là tâm của góc tọa độ. Và đường kính là F1, F2 thì mình sẽ suy ra được bán kính là F1, F2 chia 2, tức là R bằng 8. Ở trên đây thì cô cũng có giải thích rồi.
Bây giờ chúng ta sẽ suy ra phương trình đường tròn. Vậy phương trình đường tròn là phương trình đường tròn của chúng ta thì x trừ a tất cả bình cộng với y trừ đi b tất cả bình. Nhưng mà bây giờ cái a của em thì bằng 0, cái b của em bằng 0, cho nên ở đây nó sẽ là x bình cộng cho y bình bằng r bình, r bằng 8, như vậy là bằng 60, 64. À, chúng ta xong bài này nha. Đường kính F1, F2 thì O là tâm, và bán kính thì là F1, F2 chia 2 là được. Mình qua bài tiếp theo nè. Bây giờ cô sẽ chuyển qua giải cho các em một số cái bài tập trắc nghiệm nhé. Người ta cho mình elip có hai tiêu điểm F1 và F2 và có độ dài trục lớn là bằng 2A. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng? Như vậy thì các em phải luôn luôn nhớ cho cô á, F1, F2 của em thì bằng bao nhiêu nhỉ? F1, F2 thì bằng 2C, còn độ dài trục lớn A1, A2 thì bằng 2A. Mà A thì luôn luôn lớn hơn C. Đó, trong A, B, C thì A lớn nhất. Cho nên ở đây chúng ta phải có là gì em? 2A thì phải lớn hơn F1, F2 hoặc là F1, F2 nhỏ hơn 2A. Bằng là sai rồi nè, F1 nhỏ hơn. Như vậy thì ở đây chúng ta có 2A mà nhỏ hơn F1, F2 là sai. Như vậy 2A lớn hơn F1, F2 là đúng. Đáp án câu B nha. Mình quan tiếp câu 65 đi. Một elip có phương trình chính tắc là x bình trên A cộng y bình trên B bằng 1. Người ta hỏi gì đây? Gọi 2C là tiêu cự của elip trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Câu A, B, C đúng em? Cho qua đáp án câu 3, 65 nào. Ở đây chúng ta có nè, cô nói rồi, cái A bình đó là luôn luôn lớn nhất đúng không? Đó. Cho nên muốn trừ thì sẽ lấy A bình đi trừ, và A bình của chúng ta sẽ bằng B bình cộng với C, C bình. Hoặc là B bình sẽ bằng gì? A bình trừ đi C, C bình. C bình thì sẽ bằng A bình trừ đi B, B bình. Cứ lấy A trừ thôi. Và dĩ nhiên rằng là A bình sẽ bằng B bình cộng C bình, vì A lớn nhất mà. Cho nên ở đây đáp án của mình sẽ là 65C. Mình qua câu tiếp theo đi em. Cho điểm M có tọa độ 2, 3 nằm trên đường elip có phương trình chính tắc là như thế này. Trong các điểm sau, điểm nào không nằm trên elip? Như vậy thì chúng ta vận dụng kiến thức lúc nãy cô có nhắc các em ha. Chúng ta đi tìm đối xứng em. Ở đây cô vẽ một cái trục OXY bất kỳ đi. Đó. 2 phải không? 2, 3. Các em nếu như bạn nào vận dụng tốt cái nhìn điểm đối xứng thì các em có thể ra kết quả luôn. Còn bạn nào không biết thì các em cứ vẽ ha. Bây giờ cái điểm đối xứng đầu tiên nè, chúng ta có trừ 2, 3 không? Còn không, mình vẽ hết ở đây là trừ 2 nè. Đó, trừ 2, 3 ở đây đúng không? Như vậy là có điểm đó không em? Có, loại. Trừ 2, trừ 3 có không? Trừ 2 ở đây nè, trừ 3 nè. Có chứ. Đó, nó nằm đối xứng với điểm này. Đối xứng, loại luôn. 2 trừ 3, 2 đây, trừ 3 đi xuống đây, có luôn. Như vậy đáp án của mình là câu D. Điểm 3, 2 ở đây nè, 3 nè, 2 nè. Đó, nó đâu có đối xứng với điểm nào đâu đúng không? Nó cũng không có đối xứng với điểm M này luôn. Như vậy là loại. Sai. Đáp án D, M4 không có nằm trên elip. Bây giờ mình qua tiếp bài số 67 nha. Cho elip có phương trình chính tắc. Trong đó, trong các điểm có tọa độ sau đây, điểm nào là tiêu điểm của elip? Như vậy chúng ta phải đi tìm C. Ở đây mình có A bình là bằng 100. Như vậy là A bằng 10 ha. Rồi B bình là bằng 36. C bình thì bằng A bình trừ đi B bình là 100 trừ đi 36 là bằng 60, 64. Cho nên mình sẽ suy ra C là bằng 8. Căn bậc 2 số 4 là bằng 8.
8 thì dĩ nhiên ở đây sẽ có một cái là gì em? Trừ 80 hoặc là 80. Và ở đây mình có một cái thì mình chọn là trừ 80. Cho elip có tiêu điểm, có một đỉnh. Phương trình chính tắc của elip là, ở đây thì chúng ta có được cái F1 có tọa độ 40. Như vậy mình sẽ suy ra C bằng mấy em? C bằng 4 nè. Rồi điểm A có tọa độ là 50. Như vậy mình suy ra A bằng 5. Bây giờ mình suy ra B thôi. B bình thì bằng A bình trừ đi C bình. A bình của mình là 25 trừ đi C bình là 16. Như vậy bằng 9. B bình bằng 9. A bình thì bằng 25. Đó, 25 với 9. Mình chọn cái nào 25 với 9 là được. Đáp án là câu C. Câu tiếp theo đi em. Elip x bình trên 25 cộng y bình trên 16 bằng 1. Và đường tròn này có bao nhiêu điểm chung? Có bao nhiêu điểm chung thì ở đây các em chỉ cần giải hệ của hai phương trình này ra rồi. Đây mình có x bình trên 25 cộng y bình trên 16 là bằng 1. Ở đây mình có x bình cộng y bình là bằng 25. Các em đừng có làm phương pháp thế cho mất công nha. Thầy cô hướng dẫn cho các em làm như thế này nó nhanh nè. Các em có x bình cộng y bình mà 25 ghi lại. Ở đây các em nhân cái này lên cho cô là sẽ được 16 x bình. Cái này nhân lên đây là cộng 25 y bình. Rồi 25 nhân 16 nhân lên đây luôn. 25 nhân 16 là bằng 400. Rồi các em bấm cái hệ này ra cho cô hai nghiệm là x bình bằng y bình bằng nha. Menu 92. Mười sáu bằng 25 bằng 400 bằng 1 bằng 1 bằng 25 bằng một nghiệm là 25, một nghiệm bằng 0. 25 bằng 0. Em có x bình mà 25 thì em suy ra được x bằng bao nhiêu em? Cộng trừ căn đúng không? Thì chúng ta đi tìm tọa độ điểm mà. Thì ở đây chúng ta sẽ suy ra được hai điểm là x bằng cộng trừ 5, tức là x1 bằng trừ 5 và x2 bằng 5. Có y bằng mấy em? Y có căn bậc 2 nên nó cũng bằng 0 đúng không? Cho nên ở đây mình sẽ có y bằng 0. Và mình suy ra được hai điểm, một điểm có tọa độ là trừ 5, 0 và một điểm có tọa độ là 5, 0. Như vậy thì giữa cái elip này với cái đường tròn này nó sẽ có hai điểm chung là hai cái điểm này đây. Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta chọn đáp án là câu C. Mình qua câu tiếp theo đi em. Cứ giải hệ phương trình đó là ra thôi. Câu cuối cùng ha. Cho elip x bình trên 16 cộng y bình trên 9 bằng 1 và đường thẳng delta. Tích các khoảng cách, tích là dùng phép nhân nè, khoảng cách từ hai tiêu điểm. Hai tiêu điểm ở đây mình có F1 với lại F2 đến cái đường thẳng delta này bằng giá trị bao nhiêu? Kiến thức đầu tiên mà các em phải ôn lại cho cô là công thức tính khoảng cách từ một điểm M đến đường thẳng delta. Trong đó điểm M của em có tọa độ là x0, y0. Và đường thẳng delta sẽ có dạng là ax cộng bi cộng c bằng 0. Và công thức này nó sẽ bằng gì em? Trị tuyệt đối về độ dài khoảng cách thì chúng ta phải có dương cho nên phải trị tuyệt đối. Chỗ nào có x thì em thế x0, chỗ nào có y thế y0. A, B để lại cộng với C, đúng không? Nó sẽ là A nhân với x0 cộng B nhân cho y0 cộng C trị tuyệt đối chia cho căn bậc 2 của A bình cộng B bình. Đó là công thức tính khoảng cách nha. Và bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đi xác định tiêu điểm F1, F2. Muốn có tiêu điểm chúng ta phải đi xác định C. Đó. Có C, có F1, F2, dùng công thức này chúng ta suy ra. Nhưng mà chúng ta phải chuyển cái này về phương trình trước nè. Nhiều bạn để y bằng 3 là không làm được. Thì các em chuyển qua sẽ là thành y trừ đi 3 bằng 0. Phía trước này là số mấy em? Số 1 đúng không? Còn x ở đây có không? Không. Đó. 0 cộng cho 1 nhân cho y trừ đi 3 bằng 0 thì nó quay gì giống cái dạng này nè.
nhiều khi đơn giản quá các em nhìn không ra. Ở đây chúng ta có A bình bằng 16, đi xác định C nha, B bình bằng 9. Như vậy thì mình suy ra C sẽ bằng căn bậc 2 của A bình trừ đi B bình. Đó, mình làm luôn ha, C bình thì sẽ bằng như vậy. Như vậy là 16 trừ đi 9 bằng 7, như vậy căn 7. Như vậy em suy ra được F1 có tọa độ bao nhiêu? F1 có tọa độ là trừ căn 7 không? F2 có tọa độ là căn 7. Căn 7 không? Bây giờ mình sẽ đi tính nha. Khoảng cách từ F1 đến đường thẳng delta sẽ bằng trị tuyệt đối. Đây. Ghi cho dài chứ không có số nhiều hết á. Ở đây chúng ta thế nè, F1 của em có tọa độ là trừ căn 7. Trừ căn 7 vô đây không có, là khỏi luôn ha. Rồi, thế 0 vô đây, 0 nhân 1 bằng 0, như vậy còn lại trừ 3, thấy chưa? Chia cho căn bậc 2 ở đây không có. Căn bậc 2 của 0 bình phương cộng với 1, như vậy là cũng là căn 1 bình thôi đúng không? Đó, ghi vậy mà không hiểu nó là chết luôn. Như vậy là bằng 3. Tương tự khoảng cách F2 đến delta cũng vậy. À, thì thế vô đây F2 cũng là căn 7, mà thế vô căn 7 thì không nè, rồi y thì không luôn, như vậy chỉ còn có một cái số trừ 3 này thôi. Chia cũng là chia như vậy luôn. Đó, không bình cộng với một bình. Và kết quả cũng là bằng 3. Hai kết quả này nhân lại với nhau, tích thì nhân lại, 3 nhân 3 bằng mấy em? 3 nhân 3 bằng 9. Như vậy đáp án của mình là 70B. Như vậy là chúng ta xong cái phần lý thuyết và những cái bài tập cơ bản. À, cô sẽ làm một cái video về những bài tập nâng cao mà thường hay ra thi nữa, chứ những bài như thế này là gọi là có như là cởi ngựa xem hoa thôi, chứ chưa có gì hết. Quan trọng là các em phải học thuộc công thức thì các em sẽ làm được những cái dạng bài này. Rồi, cô chào tạm biệt các em. Bye.